đồ nhanh lên, không còn nhiều thời gian cho cô đâu. Anh, lâu lâu em mới được ra ngoài thì anh cứ để cho em thử đồ thoải mái một tí, về đỡ mất công phải đồ. Anh cầm đồ này vào cho tôi thử đi. Em gửi chị đồ thử ạ. Tại sao cô lại đưa cho tôi chiếc thẻ này? Cô gặp chuyện gì ạ? Chồng tôi là một kẻ độc ác, nhân cách thối nát. Anh giúp tôi đi ạ. Tôi sẽ thoát khỏi anh ta sau khi lấy được hết số tiền ở trong thẻ ATM này. Làm sao mà tôi tin cô được? Cô có biết là lấy trộm tiền trong thẻ ATM của người khác là hành vi phạm pháp không? Nhưng mà bây giờ tôi không biết phải nói với anh như thế nào. Anh ơi, anh giúp tôi đi. À, đây. Anh xem đi. Đây là những cái vết thương mà anh ấy bạo hành tôi. Anh ấy bắt tôi đi ra ngoài mua rất nhiều đồ ăn để dự trữ trong phòng. Anh ấy không cho tôi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cũng vì cái thói ghen tuông bệnh hoạn của anh ta. Anh giúp tôi đi, tôi xin anh đấy. Tại sao trên đời này lại có người đàn ông nhận tâm với phụ nữ như vậy? Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô. Cô đánh lạc hướng anh ta đi. Tôi sẽ rút hết tiền rồi đưa cho cô. Tôi cảm ơn anh nhé. Em xin lỗi anh chị ạ, tại vì em phải qua kho lấy đồ nên là hơi lâu một tí. Nhìn cái gì? Thanh toán nhanh lên để tôi còn về. Cảm ơn chồng yêu đã mua đồ cho em nhé. Hôm nay diễn sâu ghê nhỉ. Nhanh lên, hôm nay ra ngoài là hơi lâu đấy nhá. À, để em thanh toán luôn cho mình. Em gửi chị đồ ạ. Anh ơi, hôm nay của mình hết 2 triệu. Anh ơi, anh kiểm tra lại giúp em được không? Tại vì em thấy thông báo là số dư tài khoản không đủ anh ạ. Không đủ là không đủ như nào? Không phải lại xem. Vẫn không được anh ạ. Tài khoản không đồng. Phương Anh! Con tài khoản này, dám giở trò sau lưng tao. Anh ơi, anh phải thanh toán cho em chứ ạ. Đồ thì chị cầm đi rồi, làm sao mà em bù vào được? Tất cả là do mày. Do mày chậm chạp nên để nó trốn thoát. Mày cứ liệu hồn đấy. Anh gì ơi? Là cô à? Cô trốn thoát khỏi chồng mình rồi, còn đến đây tìm tôi làm gì nữa? Cô không sợ gặp nguy hiểm à? Tôi biết là gặp nguy hiểm, nhưng mà tôi vẫn muốn đến đây để cảm ơn anh. Tôi có chút tiền để cảm ơn ạ. Cô cất tiền đi, tôi làm chuyện này đâu phải vì tiền đâu. Mà này, tôi nghĩ là cô nên tránh đi một thời gian đấy. Tôi biết là bây giờ ra đường thì gặp nguy hiểm, thế nên là tôi muốn nhờ anh đấy. Anh có thể cho tôi ở nhà anh một thời gian được không ạ? Không, tôi có thể giúp cô bất cứ chuyện gì, nhưng mà chuyện này thì không thể. Tôi ở với người yêu, nếu mà cho cô ở nhờ thì hơi bất tiện. Mà này, tôi nghĩ là cô cứ ở tạm nhà nghỉ hay khách sạn gì đấy cũng được mà. Anh ta có người yêu rồi á? Thôi không sao, cái gì càng khó thì mình càng hứng thú. Không được đâu ạ, chồng của tôi quen rộng lắm. Bây giờ tôi mà ra nhà nghỉ hay khách sạn là kiểu gì cũng có tai mắt vào đến đánh ta thôi. Hôm qua tôi còn phải ra ngủ ngoài đường, trốn chui trốn lủi nữa. Chả lẽ anh thấy chết mà không cứu hay sao? Thôi được rồi, để tôi bàn với người yêu tôi. Nhưng mà cho dù là có được thì tôi cũng chỉ có thể cho cô ở nhờ 1-2 hôm gì đấy thôi. Thế thì tôi cảm ơn anh nhá. Anh đúng là người tốt mà. Anh Hùng, cô gái này là ai? Sao cô ấy lại cầm tay anh? Đây là cô gái mà hôm trước anh giúp cô ấy trốn thoát. Anh có kể với em đấy, em còn nhớ không? Chị là Huyền Anh, là người yêu của anh Hùng ạ. Rất vui được làm quen ạ. Chào cô. Em này,
tình hình của Phương Anh bây giờ cũng khá là nguy hiểm, với cả cũng cấp bách lắm rồi. Hay là mình có thể cho cô ấy ở nhờ một vài hôm được không? Ở nhờ á? Em sợ đưa cô ấy về ở nhờ thì hơi bất tiện. Thôi, dù sao cũng cấp bách quá, hay là cứ về nhà đã rồi mình tính nhá. Đi theo tôi. Đây mình làm mệt không? Mình ngủ sớm anh nhá. Cái con danh này hạnh phúc nhỉ. Để xem vài ngày nữa là tao quyến rũ được người yêu mày rồi. Lúc ấy người ra khỏi nhà là mày, chứ không phải tao đâu. Ơ, sao cô lại vào đây? Tôi sợ quá. Tôi cứ nghĩ đến cái cảnh bị anh ta bạo hành là tôi không ngủ được. Hôm nay cho tôi ngủ cùng ở đây với nhá. Anh. Thôi, tạm thời cô cứ ngủ ở đây đi này, để tôi sang phòng khác. Tôi cảm ơn chị nhá. Thôi, cũng không cần phải làm đâu, để đấy lát tôi làm cho. Cứ vào phòng nghỉ ngơi đi. Ấy, anh đã cho tôi ở nhờ rồi thì tôi cũng phải góp công sức làm cái gì đấy chứ. Với lại, ở trong phòng mãi thì cũng chán. À, chị Huyền Anh có bảo là tôi pha cho anh ly trà này, anh uống đi. Vậy mà lúc nãy Huyền Anh không nói gì với mình. Đúng là người yêu mình, chủ đạo thật. Tiếp tục ở đây, giữ khoảng cách với tôi đi. Tôi không muốn Huyền Anh nhiều lần. Tại sao anh lúc nào cũng Huyền Anh ấy? Cô ta thì có gì hơn tôi chứ. Tôi xinh đẹp ngon nghẻ như này. Hơn nữa, tôi còn rất yêu anh. Anh cho tôi chiều anh nhá. Cô thôi đi. Tôi khẳng định lại với cô lần cuối này. Tránh xa tôi ra. Thật ra, tôi chưa gặp một người đàn ông nào dịu dàng như anh. Khác hẳn với chồng tôi. Thế nên tôi mới yếu lòng như thế thôi. Anh thông cảm cho tôi nhé. Này, cô có bỏ gì vào trong trà đúng không? Cẩn thận. Một mình với em không kiềm chế được, thế nên là cưỡng hiếp em. Không phải lỗi do em đâu chị. Ở đây em phải tin anh. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Là cô ta dụ dỗ anh, anh đẩy cô ta ra xong rồi anh ngất đi. Anh cũng không biết tại sao nữa. Anh đẩy cô ta ra? Sao đâu? Anh đẩy cô ta xuống giường thì có. Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý anh đưa cô ta về nhà. Giờ thì rõ 10-10 rồi nhá. Tôi quá hiểu lòng anh rồi. Để tôi dọn đi cho các người vừa lòng. Huyền Anh. Huyền Anh. Anh là ai? Cho tôi hỏi, có Phương Anh ở đây không? Phương Anh. Cô trốn cũng kỹ gớm nhỉ. Mấy ngày hôm nay ấy, tôi phải thuê thám tử thì mới tìm ra được tung tích của cô. Cô mở cửa hàng, tôi đã nghi ngờ cô với cả anh ta rồi. Cô đúng là một con đàn bà lẳng lơ. Anh ơi, em xin anh đấy, anh tha cho em đi. Chẳng qua là lần đấy em trong sạch, em uống hơi nhiều thôi.
Em thề là em sẽ không bao giờ như thế nữa. Anh tha cho em đi nhá. Cô chắc chưa? Em chắc mà. Bây giờ anh muốn em làm trâu làm ngựa thì em làm. Anh tha cho em nhá. Thôi được rồi, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Từ bây giờ ở yên trong nhà cho tôi, cấm được bén mảng ra ngoài đường, không thì đừng có trách đấy. Cô xin tôi tha thứ ấy, là bởi vì cô thèm tiền của tôi. Cô muốn ra ngoài vừa mèo mả gà đồng, lại vừa muốn tiêu tiền của tôi một cách thoải mái ấy. Cô đúng là một con đàn bà tham lam đấy. Còn tôi nhốt cô ta ở trong nhà ấy, là bởi vì nếu cô ta đi ra ngoài, cô ta sẽ mồi chài thêm rất là nhiều người. Đến lúc đấy ấy, sẽ biết bao nhiêu gia đình tan nát vì cô ta, cô hiểu chưa? Cô... Bây giờ thì tôi đã biết hết sự thật rồi. Tôi thật không ngờ cô lại là loại đàn bà như thế. Có lẽ chồng cô làm như vậy là đúng đấy. Đúng. Là tôi thích ngủ với đàn ông đấy. Đàn ông càng có chủ, càng tử tế, tôi càng thích đấy. Thì sao? Cô được lắm. Cô ra khỏi nhà tôi. Cô ra khỏi nhà tôi đi. Còn anh đứng lại, giải quyết cho xong đã. Em thấy chưa? Anh thề là anh không làm gì có lỗi với em cả. Tất cả là tại cô ta đấy. Là tại vì cô ta chu túc với anh. Em tin anh nhé.